biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Đình Huệ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng, giao đồng chí trọng trách làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Hôm nay tôi rất vinh dự được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Trước hết, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho tôi trọng trách này. Tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, có số lượng đảng viên chiếm khoảng 10% tổng số đảng viên trong toàn quốc, là trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là một động lực phát triển quan trọng của khu vực và của cả nước. Cá nhân tôi ý thức sâu sắc được những đòi hỏi và nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho cá nhân tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân của thủ đô trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực cũng như trong nước tiếp tục dự báo có những khó khăn, thách thức tác động nhiều mặt đến sự phát triển của các địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội. Thưa toàn thể các đồng chí, tôi được biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Hà Nội đã chủ động, gương mẫu, tích cực tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Những ngày này, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Thành ủy, các cấp ủy quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 không còn dài, đòi hỏi chúng ta cần hết sức tập trung, quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ chỉ tiêu Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội các cấp đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố hướng tới Đại hội 13 của Đảng. Trên cương vị công tác mới, tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng phát triển thủ đô tiếp tục phát triển bền vững. Tôi trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, của Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và các cơ quan ban ngành trung ương, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức đồng lòng của các đồng chí Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các thế hệ cán bộ lão thành cùng các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, các đồng chí đồng nghiệp và nhân dân, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.